Trên thế giới, ông Biden gọi tìm nghị sĩ đã mất giữa hội nghị. Thêm lỗ thủng ở đường ống Nord Stream, vụ rò rỉ có thể gây thảm họa khí hậu. Nghị sĩ Colombia gây tranh cãi khi mang ngựa vào quốc hội. Nhân viên chống dịch Trung Quốc đổ trứng, gạo vào thùng rác giữa lúc phong tỏa. Tại Việt Nam, giá xăng có thể giảm lần thứ tư liên tiếp. Các chuyên gia lo ngại EVN thêm quyền tăng nhưng không chủ động giảm giá điện. Hơn 1.000 tiến sĩ tham gia biên soạn sách giáo khoa mới. Hàng trăm người cứu đập vỡ trong đêm, khách Tây giúp Hội An dọn rác. Nhiều người bị tai biến khi tiêm filler làm đẹp. Chào mừng quý vị đến với chương trình cập nhật các vấn đề trong nước và quốc tế tối ngày 29 tháng 9 của Khỏe Tự Nhiên. Nguyên Ngọc rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Kính chúc quý vị buổi tối an lành và hạnh phúc. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Tin đầu tiên liên quan đến Mỹ. Ông Biden gọi tìm nghị sĩ đã mất giữa hội nghị. Vào ngày 28 tháng 9, theo Reuters đưa tin, trong một hội nghị về nạn đói ở thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi tên và tìm nữ nghị sĩ bang Indiana, Jackie Walorski. Nhà lãnh đạo dường như quên rằng bà đã qua đời do tai nạn xe hơi hồi tháng 8. Sau khi gửi lời cảm ơn tới những người trong ban tổ chức, ông Biden đã hỏi, Jackie à, bà có ở đây không? Jackie đâu rồi? Khi không nhận được phản ứng, Tổng thống nói, tôi nghĩ bà ấy không có ở đây và không đính chính gì thêm. Người mà ông chủ Tòa Bạch Ốc nhắc tới là nữ nghị sĩ đã qua đời. Trước thời điểm nghị sĩ qua đời, Tòa Bạch Ốc đã ra thông báo và Tổng thống Mỹ cùng với phu nhân đã rất sốc và đau buồn khi biết tin. Hành động của ông Biden đã vấp phải chỉ trích từ các nhà chính trị gia Mỹ. Họ cho rằng điều này thật là sai lầm khủng khiếp và đáng hổ thẹn. Tòa Bạch Ốc sau đó đã phải xoa dịu dư luận bằng cách giải thích rằng Tổng thống nhắc tới bà Walorski để ghi nhận sự nghiệp. Trước đây, ông Biden đã nhiều lần nhầm số liệu hay là tên các quan chức trong các sự kiện lớn. Tổng thống từng phát âm nhầm tên người đồng cấp Nga Putin thành Klutin trong bài phát biểu đanh thép về quan hệ hai nước. Thưa quý vị, ở tuổi 79, ông Biden đang là tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Sức khỏe nhà lãnh đạo này là chủ đề liên tục thu hút nhiều sự quan tâm từ truyền thông lẫn cử tri nước Mỹ. Phát hiện thêm lỗ thủng trên đường ống Nord Stream. Vào cuối ngày 28 tháng 9, người phát ngôn cảnh sát biển Thụy Điển Jenny Larsson cho biết họ đã phát hiện lỗ thủng thứ tư nằm trên đường ống Nord Stream 2, gần với một lỗ lớn được tìm thấy trên Nord Stream 1 trước đó. Vào thời điểm phát hiện sự cố, hai đường ống đều không hoạt động nhưng chứa đầy các khí đốt. Các hình ảnh do quân đội Đan Mạch chụp cho thấy những đám bọt khí có đường kính từ 200 đến 1.000 mét nổi trên mặt nước. Liên minh châu Âu nghi ngờ có hành vi phá hoại đằng sau vụ việc này và đã hứa hẹn sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với bất kỳ sự cố nào làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng của họ. Một nguồn tin quốc phòng Anh cho rằng đây là hành vi có tính toán trước, thủ phạm có thể đã dùng thủy lôi thả từ tàu hoặc thiết bị không người lái xuống gần đường ống rồi kích nổ. Hai trong số 4 điểm rò rỉ này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Thụy Điển, còn lại thuộc EEZ của Đan Mạch. Các đường ống này làm bằng thép phủ bê tông dày 12cm, nằm sâu 70-90m dưới đáy biển. Các đường ống này gần đây đã trở thành tâm điểm trong căng thẳng địa chính trị giữa Nga và phương Tây, khi châu Âu đã tố Nga cắt nguồn cung khí đốt để vũ khí hóa năng lượng, còn Moscow nói rằng các lệnh trừng phạt phương Tây khiến cho họ không thể đảm bảo nguồn cung. Vụ rò rỉ đường ống dẫn khí Nord Stream có thể gây thảm họa khí hậu. Lượng khổng lồ khí mêtan bị thoát ra môi trường tương đương với 1/3 lượng khí thải CO2 hàng năm của Đan Mạch hoặc 1,3 triệu ô tô. Các chuyên gia cảnh báo, vụ việc này đang đẩy một lượng khí mêtan khổng lồ vào biển Baltic và bầu khí quyển. Ước tính lượng khí đốt thoát ra khỏi các đường ống tương đương với 500 triệu mét khối khí mêtan, gấp 5 lần so với vụ rò rỉ khí mêtan xảy ra tại Hoa Kỳ năm 2015. Chuyên gia khí tượng Rob Jackson nói rằng, bất cứ ai gây ra thảm họa này cần bị truy tố, phạm tội ác chiến tranh và phải ngồi tù. Khí mêtan là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra biến đổi khí hậu. Loại khí này hấp thụ nhiệt lượng mặt trời mạnh hơn 82,5 lần so với CO2. Vào ngày 28 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova ám chỉ Mỹ đứng sau vụ việc này, trong khi Washington cáo buộc Moscow tung tin giả.
Mỹ cũng đã cam kết sẽ hỗ trợ các đối tác châu Âu điều tra sự cố rò rỉ và tìm ra nguyên nhân. Nghị sĩ Colombia gây tranh cãi khi mang ngựa vào Quốc hội. Vào ngày 27 tháng 9, Thượng nghị sĩ Alirio Barrela của Colombia đã cưỡi ngựa tiến vào Quốc hội Colombia sau khi cơ quan này cho phép đưa thú cưng vào tòa nhà. Ông cho biết, việc này nhằm tôn vinh nông dân, những người chăm sóc gia súc sống cùng ngựa và những người làm việc trên các cánh đồng. Ông cũng cầm theo chổi và xẻng để dọn chất thải của chú ngựa cưng của mình. Trước đó, vào ngày 20 tháng 9, Chủ tịch Thượng viện Colombia Roy Bareillas cũng thông báo chính sách mới, cho phép các nghị sĩ mang thú cưng đến Quốc hội. Thú cưng cần đáp ứng một số yêu cầu, bao gồm có thẻ tiêm chủng, sạch sẽ, luôn đi cùng chủ và được xích hoặc đeo dọ mõm, v.v. Mặc dù vậy, thì hành động của ông Barrela vẫn vấp phải sự phản đối từ một số đồng nghiệp. Thượng nghị sĩ Andrea Padilla gọi hành động của ông là thái độ thiếu chín chắn khi muốn chế giễu một quyết định tốt. Kết thúc phần tin thế giới là một sự việc đáng chú ý. Nhân viên chống dịch Trung Quốc đổ trứng, gạo vào thùng rác giữa lúc phong tỏa. Thưa quý vị, mới đây một video ghi lại cảnh nhân viên chống dịch COVID-19 tại Trung Quốc đổ trứng và gạo của người dân vào thùng rác giữa lúc khu vực bị phong tỏa đã khiến cho dư luận bức xúc. SCMP đưa tin, chính quyền quận Giao thuộc thành phố Giai Mộc Tư của tỉnh Hắc Long Giang đang tiến hành điều tra sự việc. Đoạn video trên được một nhân viên phụ trách khu dân cư ghi lại vào ngày 26 tháng 9 sau khi phát hiện một vài người không tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch bệnh mà tự ý mua gạo và trứng. Đáng chú ý, nhân viên trong clip nói rằng mọi thứ được đưa từ bên ngoài vào sẽ bị tiêu hủy và bị vứt hết. Sau khi đoạn video gây chú ý trên mạng xã hội, các quan chức quận Giao đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ rút kinh nghiệm và những nhân viên liên quan trực tiếp đến vụ việc đã bị phê bình và giáo dục nghiêm túc. Điều này đã làm cho công chúng càng thêm tức giận. Một blogger khoa học có 1,38 triệu người theo dõi đã nhận xét. Theo logic này, không khí và bụi bên ngoài có cùng nguy cơ lây lan virus, có cần thiết phải bắt đầu xây dựng các nắp chân không để bao phủ các khu phố và thành phố không? Thật nực cười và vô lý. Bình luận có hơn 13.000 lượt thích. Một người dùng Weibo khác cho biết, lãng phí thực phẩm như một biện pháp để nhắc nhở cư dân an toàn trước virus chỉ gây phản tác dụng. Vừa rồi là phần tin thế giới và tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với các tin tức tại Việt Nam. Giá xăng có thể giảm lần thứ tư liên tiếp. Các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu cho biết thị trường dầu thô và xăng dầu thành phẩm hiện đều giảm. Do đó, nếu dầu thô tiếp tục lao dốc hoặc chững lại như hiện nay, giá xăng bán lẻ trong nước sẽ giảm khá mạnh vào kỳ điều hành tới. Theo dự báo của các doanh nghiệp phân phối xăng dầu, trong kỳ điều chỉnh tới vào ngày 3 tháng 10, giá xăng được dự báo giảm từ 1.000 đến 1.400 đồng mỗi lít. Giá dầu Diesel sẽ giảm 400 đồng mỗi lít. Hiện Bộ Tài chính vẫn đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và tối đa 50% thuế giá trị gia tăng VAT với xăng dầu. Giá xăng dầu và tiền điện nước luôn là mối quan tâm của mỗi gia đình thưa quý vị. Và tiếp theo là một thông tin mà chúng tôi mới cập nhật về việc tính giá điện. Các chuyên gia lo ngại EVN có thêm quyền tăng nhưng không chủ động giảm giá điện. Dự thảo quy định mới cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN được tự tăng giá điện nếu chi phí đầu vào tăng thêm từ 1 đến 5%. Tuy nhiên, chưa đề cập rõ việc phải chủ động giảm khi giá thành hạn. Tại quyết định 24/2017, EVN chỉ được tăng giá điện nếu giá bán lẻ điện bình quân thực tế tăng từ 3%. Nhưng tại dự thảo đang lấy ý kiến, Bộ Công Thương đề xuất chỉ cần chỉ tiêu này tăng từ 1%, EVN đã có thể tăng giá điện. Theo ông Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh nhìn nhận, các số liệu được tính trên cơ sở báo cáo từ doanh nghiệp nếu không rõ được căn cứ mức tăng 1% là do đâu, việc đưa ra tỷ lệ tăng này sẽ rất khó thuyết phục. Vậy nếu các chi phí đầu vào làm giảm giá bán lẻ điện bình quân so với hiện hành, thì EVN có trách nhiệm giảm giá ở mức tương ứng hay không thì vẫn chưa có quy định rõ ràng. Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Văn Vi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng cho rằng, cơ quan quản lý nhà nước cần quy định rõ thẩm quyền mức giảm giá cụ thể, tương tự như quy định tăng. Hơn 1.000 tiến sĩ tham gia biên soạn sách giáo khoa mới. Vào tối ngày 28 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay hiện có 6 khối lớp đang sử dụng sách giáo khoa mới là lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 6, lớp 7, lớp 10. Với lượng sách giáo khoa này, đã có 1.574 tác giả tham gia biên soạn, trong đó có 70% người có trình độ từ tiến sĩ trở lên. Ngoài ra, 6 nhà xuất bản tham gia biên soạn, phát hành sách và 3 công ty cổ phần khác tổ chức việc biên soạn. Quá trình biên soạn trải qua 5 bước từ lựa chọn tác giả, biên soạn sách, nội dung, thiết kế, minh họa đến tổ chức dạy thử nghiệm, lấy ý kiến giáo viên, nhà khoa học,
cuối cùng là hoàn thành bản mẫu gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định. Trải qua nhiều bước như vậy, nhưng một số nội dung, thuật ngữ trong các bản mẫu sách giáo khoa chưa đảm bảo tính liên thông giữa các môn học, nội dung trong một môn học còn có sự chênh lệch đáng kể giữa các sách khác nhau, một số bản mẫu có lỗi về nội dung, chính tả, ngôn ngữ và hình ảnh. Ngoài ra, một vài văn bản ngữ liệu đưa vào sách giáo khoa chưa chú ý đầy đủ các khía cạnh tác động xã hội gây băn khoăn trong dư luận. Hiện nay, theo thông tư 25 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thẩm quyền chọn sách giáo khoa thuộc về Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Tiếp theo là cập nhật những hình ảnh sau cơn bão Noru. Từ tối ngày 28 tháng 9, huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã mưa to. Gần 20 giờ, nước ở đập Hóc Cối, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu dâng cao, đe dọa tràn qua thân sói lở. Nếu đập vỡ sẽ ảnh hưởng đến nhiều hộ dân ở hạ lưu, chính quyền đã huy động hàng trăm người dùng cọc tre, bao cát để gia cố. Tại huyện Thanh Chương, có nơi mưa trên 200mm, lực lượng cứu hộ của huyện và các xã phải xuyên đêm để túc trực hỗ trợ dân di rời tài sản, di chuyển lên nơi cao để phòng lũ quét, sạt lở đất. Thống kê sơ bộ cho thấy, hàng trăm nhà dân ở các xã huyện của tỉnh bị ngập, một số tuyến đường bị chia cắt cục bộ, học sinh nhiều xã phải nghỉ học. Còn tại Quảng Nam, từ chiều ngày 28 tháng 9, thời điểm mực nước trên sông Hoài đoạn chảy qua phố cổ Hội An đang ở mức báo động 2, nước xiết và dâng cao, cây cối đổ ngã, nhiều nơi hoang tàn. Rác từ khắp nơi theo dòng nước lũ tràn vào trung tâm thành phố và mắc lại trên các thành cầu. Lúc này, một nhóm khách du lịch ngoại quốc đã không ngần ngại cùng chung tay dọn rác, khai thông dòng nước đang chảy qua một cây cầu bắc ngang sông Hoài. Được biết, nhóm du khách này trong hành trình khám phá miền Trung nhưng lại bị mắc kẹt vì bão Noru. Hiện tại, mực nước lũ ở phố cổ Hội An vẫn đang tiếp tục dâng cao, dự kiến trong nhiều ngày tới, nơi này sẽ tiếp tục ngập lụt. Nhiều khách du lịch cũng không ngại trải nghiệm cảm giác đi thuyền tham quan Hội An vào mùa lũ. Tiếp theo, người có nhiều nhà đất sẽ chịu mức thuế cao hơn. Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội về dự án luật đất đai sửa đổi. Theo đó, việc quản lý và sử dụng đất còn tồn tại các hạn chế như quy hoạch chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao, thiếu tầm nhìn dài hạn, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững. Trong đó có điểm đáng chú ý là đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang sẽ chịu mức thuế cao hơn. Tuy nhiên, cũng có những chính sách ưu đãi thông qua miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực và vị trí. Đối với đất nông nghiệp sẽ có cơ chế quản lý theo hướng mở rộng, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. Thu phí không dừng, lỗi thẻ mỗi ngày. Sau gần 2 tháng thu phí điện tử không dừng kể từ ngày 1 tháng 8 với ô tô đi cao tốc, người dân vẫn than phiền về việc gặp những sự cố. Theo báo Tuổi Trẻ, trường hợp anh Minh ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang ở nhà thì nhận được thông báo bị trừ phí qua trạm BOT. Anh đi kiểm tra thì thấy xe vẫn yên vị trong bãi. Sau đó đã gọi đường dây nóng đến VETC để phản ánh. Mấy ngày sau, anh nhận lại số tiền bị trừ và lời xin lỗi. Việc trừ tiền như vậy giống như anh Minh không phải là hiếm, tài xế phải mất thời gian để liên lạc giải quyết, không chỉ bị trừ tiền oan, trả phí gấp đôi, lỗi thẻ cũng hay xảy ra khiến cho người đi đường chờ đợi mệt mỏi. Cũng có trường hợp hệ thống thu phí không dừng, không nhận diện được xe, không mở cho xe qua, dòng xe đông đúc đi sau bắt đầu dồn lại, gây ùn tắc. Và nếu như quý vị có gặp bất cứ sự cố nào khi sử dụng thẻ thu phí tự động ETC, có thể phản ánh cho VETC qua đường dây nóng 1900-6010 hoặc đơn vị quản lý BOT để được hỗ trợ. Và tin cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay, nhiều người bị tai biến khi tiêm filler làm đẹp. Vâng thưa quý vị, nhu cầu làm đẹp càng ngày càng gia tăng, nhất là với chị em phụ nữ. Thế nhưng có không ít trường hợp không may mắn gặp tai biến rồi để lại nhiều hậu quả đáng tiếc. Tại Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận mỗi ngày có ít nhất từ 1 đến 2 ca cấp cứu tai biến thẩm mỹ, đa số do tiêm chất làm đầy filler. Nhiều bệnh nhân đã bị nặng phải phẫu thuật để lấy hết filler ra, chi phí tốn kém và mất nhiều thời gian để hồi phục. Sau mổ, bệnh nhân phải chịu vết sẹo xấu, mất mô da, ảnh hưởng thẩm mỹ khuôn mặt. Theo bác sĩ chuyên khoa, nguyên nhân gây tai biến thường do người làm thủ thuật không tuân thủ kiểm soát nhiễm khuẩn lúc tiêm, thực hiện vô trùng không đúng cách khiến cho vi khuẩn xâm nhập vào nơi tiêm. Ngoài ra, sử dụng các loại chất làm đầy kém chất lượng, trôi nổi, không đảm bảo vô trùng cũng có thể gây biến chứng. Lựa chọn sai loại filler hay tiêm quá nhiều trong một lần có thể làm căng tức, đau nhức, thậm chí chèn ép mô, chèn ép mạch máu dẫn đến thiếu máu, nặng nề hơn thì hoại tử, có nhiều trường hợp gây mù mắt.
Vâng, quý vị thân mến, vẫn biết nhu cầu cần làm đẹp, đặc biệt là đối với phái nữ là dễ hiểu. Tuy nhiên, trước khi quyết định làm thủ thuật gì, quý vị nên tìm hiểu kỹ về trình độ chuyên môn người làm thủ thuật cho mình, đồng thời hỏi kỹ các chuyên gia y tế về lợi hại của các biện pháp mà quý vị sử dụng. Và vẻ đẹp của chúng ta không chỉ biểu hiện ở bề ngoài mà còn toát ra từ nội tâm, từ thần thái bên trong. Vẻ đẹp của mỗi người là khác nhau, giống như các loài hoa nào cũng đẹp vậy. Vậy nên, hãy luôn luôn nuôi dưỡng tâm hồn của mình và hãy luôn tự tin, trân trọng vẻ đẹp vốn có và không lẫn với bất kỳ ai quý vị nhé. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Khỏe Tự Nhiên tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kế tiếp. Tự nhiên xua tan bao muộn phiền, sống khỏe tự nhiên bệnh tật mau tan biến, sống khỏe tự nhiên như là liều thuốc kia, sống khỏe tự nhiên tâm hồn mãi bình yên, hạnh phúc triền miên là sống khỏe tự nhiên, gia đình luôn yêu thương là sống khỏe tự nhiên, xin chúc nhau mọi ngày cuộc sống khỏe tự nhiên, vượt qua bao gian khó cuộc sống khỏe tự nhiên, sống khỏe tự nhiên không được thua ủy quyền, sống khỏe tự nhiên mọi người luôn yêu mến, sống khỏe tự nhiên trong tình người kết liền, hạnh phúc triền miên là sống khỏe tự nhiên, gia đình luôn yêu thương là sống khỏe tự nhiên, xin chúc nhau mọi ngày cuộc sống khỏe tự nhiên, vượt qua bao gian khó cuộc sống.